tin 230 lại về hàng nha mấy anh em. Đó, ok nha mấy anh em. Đó, mẫu này là người em trai của Xtin 250 nha mấy anh em. Đó, con này là hình thức là giống nhau gần 99% nha mấy anh em. Đó, nó khác nhau bộ xi lanh thôi. Con này là 42,5mm. Con này thì 40mm thôi nha mấy anh em. Đó, anh em nào không thích xài 250 thì xài rằng 230 nha, giống nhau 99% nha. Nó chỉ khác nhau mỗi bộ xi lanh thôi nha. Đó. Cái con 250 thì cái nòng nó lớn hơn, mấy anh em giật có thể là không biết cách giật, có thể là thường xuyên bị ăn chó nha. Còn 250 nè. Ủa còn con 230 này nè, đó cái nòng nó nhỏ hơn, mấy anh em giật rất là nhẹ hơn nha. Đó nên người ta xài con 230 này cũng rất là nhiều nha mấy anh em. Nó người ta xài 230 thì người ta phản hồi là nó ít không giật hơn 250 nha mấy anh em. Đó ok, đi theo máy nó cũng có lam xích đầy đủ nha. Mấy anh em có thể chọn hai model nha. Một là model 18 inch thì chạy 30,5 mắc xích nha. Đó còn hai là mình chạy model 16 inch chạy 27,5 mắc xích nha mấy anh em. Đó thì mình có cũng có thể nói là kêu bằng lam 4 tấc và lam 5 tấc nha mấy anh em. Đó nhưng mà thật sự là lam 18 inch và lam 16 inch nha. Đó mấy anh em muốn chọn gì chọn nha. Đi theo là đã có một cây tua vít nè nha mấy anh em. Đó với một cây tiếp nè. Tiếp này xài mắt thì thôi chứ không hư nha mấy anh em. Một cây cuốn sổ. Rồi bên em thì sẽ miễn phí vận chuyển cho những anh em ở xa nha. Đó rồi tặng thêm một cái móc khóa tin nữa nha mấy anh em. Ok, nó cũng có một cái bao lam nè. Mấy anh em xài lam 16 inch á thì vào là vừa luôn nha. Còn lam 18 inch thì mấy anh em bị dư một khúc nha. Ok mấy anh em. Đó còn mấy anh em mà muốn đổi lên bộ nhông đồng tiền hay lên lam Latin gì đó thì nhắn thêm nha. Đó, bây giờ nếu mà thì mấy anh em cứ xài full gin đi. Sau này cần gì thì em gửi lên nè. Ok mấy anh em. Đó máy tin mấy anh em nên dùng nhất cái tin nha. Đỉnh cao nha mấy anh em. Đó, mua thì liên hệ 0917959669 nha mấy anh em. Bên em nhận cọc mới gửi hàng nha. Nó cọc cho em 500.000 nha mấy anh em. Xtin chính hãng nha mấy anh em. Đó dòng máy 230 này em bán rất là nhiều nha. Y xì luôn nha mấy anh em. Đó đi theo nó là lam xích đầy đủ nha. Đó phụ kiện theo máy nha. Mấy anh em ở xa thì sẽ được bao phí vận chuyển nè. Rồi tặng một cái móc khóa luôn nha. Xtin 230 nha mấy anh em. Người em trai của Xtin 250. Nòng 40mm, ít không giật hơn 250 nha. Đó nhiều người ta xài người ta mê lắm nha mấy anh em. Đó ok, mua thì liên hệ 0917959669 nha mấy anh em. Xtin 230 chính hãng nha, có hai loại lam cho mấy anh em xài nha. Lam zin nè. Đó lam 18 inch thì chạy 30,5 mắc xích. Lam 16 inch thì chạy 27,5 mắc xích nha. Lam 16 inch thì nó gọn hơn nha mấy anh em. Ok, cần thì liên hệ em nha, 0917959669 nha mấy anh em. Uy tín vào việc nha, Xtin 230 chính hãng.